Chào bạn thân mến, Nguyễn Hiếu rất vui được gặp lại bạn trong video này. Và trong video này thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn cái cách làm sao để chúng ta có thể giảm đau nhanh nhất khi mà chúng ta mới bắt đầu luyện tập yoga, hoặc là chúng ta tập bất cứ cái môn thể thao nào. Khi mới tập thì nó sẽ rất là căng và đau cái vùng cơ của mình. Thì Nguyễn Hiếu đã có chia sẻ với rất nhiều học viên sử dụng những cái sản phẩm tinh dầu giảm đau thì họ cảm thấy rất là dễ chịu. Vì một cái cơ thể nếu mà suốt nhiều năm mà mình không có vận động thì khi tập kiểu gì cũng sẽ rất là đau. Nó sẽ đau khoảng chừng 7 cho đến 10 ngày. Và sau khi mà tập xong mà chúng ta được sử dụng ngay những cái loại tinh dầu này thì bạn sẽ thấy rằng cái phần cơ của mình nó mềm ra, nó mềm và chúng ta sẽ rất là dễ chịu và không còn lo lắng khi mà chúng ta bị đau khi luyện tập nữa. Và để hiểu sâu hơn về sản phẩm tinh dầu giảm đau này thì chuyên gia tinh dầu Phương Anh sẽ chia sẻ với quý vị hiểu rõ hơn về những cái tác dụng và những cái thành phần của tinh dầu giảm đau. Xin mời chị Phương Anh. Dạ, cảm ơn chị. Xin chào các bạn. Cái việc mà căng cơ có thể là căng cơ do tập yoga hay là chơi thể thao, hoặc là mình rủi ro đó, mình ngã va đập vào đâu đó làm cho đau về phần mềm của cơ thể, thì các anh chị nếu mà ở trong nhà có tinh dầu tràm mình cũng có thể sử dụng được. Tinh dầu tràm này mình có thể sử dụng. Bên mình thì có tinh dầu tràm HQ là được quy hoạch để cho một cái lượng tinh dầu chất lượng cao, hoặc là tinh dầu tràm đặc biệt là có bao gồm các cái vị đông y để giúp cho cái hiệu quả tinh dầu tràm nó được cao hơn. Đấy, nhưng mà cái để mà hiệu quả nhất ấy, dành cho cái việc đặc trị giảm đau đó thì công ty mình ra cái tinh dầu giảm đau, nó là một cái hỗn hợp tinh dầu, trong đó có bao gồm tinh dầu tràm này, có xả này, có húng quế này, có oải hương này, và các những cái vị tinh dầu khác cộng với dầu dẫm, thì nó sẽ giúp cho mình, cái dầu dẫm này nó sẽ giúp cho cái độ thẩm thấu tinh dầu vào da mình, vào cái các bó cơ được nhanh hơn so với việc mà mình chỉ sử dụng tinh dầu không thôi. Thì nguyên tắc sử dụng là gì? Đau chỗ nào xoa chỗ đó. Như các học viên của chị Hiếu, là cảm ơn chị đã chọn sản phẩm này đồng hành trong cái lớp học yoga. Thì mình sau khi kết thúc chương trình học rồi, về mình tắm rửa vệ sinh sạch sẽ thì mình sẽ xịt ra cái lượng dầu tương ứng với cái vùng đau, rồi mình sẽ massage xoa nhẹ nhàng, thì cái việc giảm đau nó cũng khá là hiệu quả. Dạ. Nghĩa như thấy rằng là cái mùi, cái dạ, đúng mùi rồi. Của tinh dầu này nó cũng không quá gây khó chịu, và dạ, rất là dễ chịu, không bị quá nặng mùi. Và chính vì vậy là bạn có thể sử dụng sau khi mà mình tập xong. Yeah. Khi mình tập xong mình làm sạch cái vùng da đi và mình có thể sử dụng tinh dầu giảm đau, bạn sẽ thấy cảm giác dễ chịu ngay sau khi chúng ta sử dụng trong 5 phút thôi. Yeah. Tác dụng phụ của sản phẩm này là gì? Là thơm quá, làm tinh thần mình cực kỳ thư giãn chị quá. Và cái thứ hai nữa là nó có một cái lớp dầu dẫm để nó dưỡng luôn cái vùng da của mình, nó chống lão hóa và nó giúp cho cái da mình nó được mềm mịn hơn, vừa giảm đau vừa làm đẹp. Rất là tuyệt vời những sản phẩm của chị Phương Anh và Nguyễn Hiếu. Cảm ơn chị Phương Anh đã chia sẻ cho các học viên của Nguyễn Hiếu những cái kiến thức rất là giá trị và quý báu và cái cách sử dụng tinh dầu. Nguyễn Hiếu mong rằng với những sản phẩm này thì sẽ mang đến cho các bạn sức khỏe và sắc đẹp toàn diện trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.